Cảm ơn Dân Trí đã có một bài phóng sự về Duy Nguyễn và THOL nhân dịp trung tâm gym Triệu Đô quận 12 khai trương. Và sau đây là góc nhìn từ xã hội về hai chữ gymmer được Duy Nguyễn định nghĩa và khẳng định ngày càng mạnh mẽ, được đăng tải vào ngày 9 tháng 10 năm 2019 trên báo điện tử dantri.com.vn. Duy Nguyễn tên thật là Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1985 tại vùng quê nghèo Bến Tre. Từng sở hữu ngoại hình gầy gò, thiếu tự tin trong cuộc sống, Duy Nguyễn quyết tâm đến với gym từ năm 2003. Và từ đó, cậu học sinh vừa tốt nghiệp 12 đã thấy được sự kỳ diệu mà gym mang lại. Đó chính là sức khỏe, ngoại hình và độ nhạy bén trong công việc, học tập lẫn tự tin trong cuộc sống. Theo học Đại học Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Duy Nguyễn đã dùng sự nhạy bén của lĩnh vực mình học kết hợp với niềm đam mê gym để tìm hướng đi mới trong lĩnh vực thể hình khép kín đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2012, sau gần 5 năm ấp ủ hoài bão cùng với niềm đam mê mãnh liệt với gym và những hiểu biết về thị trường, Duy Nguyễn năm 27 tuổi đã tự thành lập được công ty riêng của bản thân mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT, chuyên phân phối các thực phẩm bổ sung thể hình, đồng thời phát triển hệ thống gym center mang thương hiệu THOL Gym Center đầu tiên ở Việt Nam, kết hợp không những giữa truyền thống với hiện đại mà còn vừa đam mê lẫn chuyên nghiệp. Hiện tại Duy Nguyễn đang là gymmer nổi tiếng, thành đạt cả về vật chất lẫn danh tiếng. Cụ thể như trang Facebook cá nhân Duy Nguyễn đã có 131.000 người theo dõi, kênh YouTube thể hình online đạt 450.000 người theo dõi, một con số đáng mơ ước của nhiều nhân vật nổi tiếng. Sau thời gian nghiên cứu thị trường và phát triển, hiện nay thương hiệu THOL của Duy Nguyễn đã mở rộng quy mô với 4 gym center sang trọng, đẳng cấp tọa lạc tại các địa chỉ. THOL Gym Center Bình Tân 107-109, đường số 6 Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. THOL Gym Center Hiệp Phú quận 9, số 10 Trương Văn Thành, Hiệp Phú quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. THOL Gym Center Hiệp Thành quận 12, 535 Lê Văn Khương, khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. THOL Gym Center Nam Sài Gòn 102 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại THOL Gym Center, tất cả các thiết kế đều hướng tới sự sang trọng, tinh tế trong từng đường nét, chuyên nghiệp trong từng dịch vụ. Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị hiện đại được sản xuất theo công nghệ mới nhất trên thế giới, tạo cho quý khách hàng sự thoải mái và hiệu quả nhất trong tập luyện. THOL Gym Center luôn chú trọng sự thoải mái và đảm bảo sức khỏe cho hội viên từ tổng thể đến chi tiết. Từ thiết kế theo không gian mở rộng rãi với trang thiết bị nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu và Mỹ. Không chỉ kinh doanh mảng gym center đẳng cấp, Duy Nguyễn còn là nhà phân phối độc quyền các loại thực phẩm bổ sung trong thể hình đến từ Hoa Kỳ. Với các thương hiệu uy tín như Labrada, Nutrex, RSP, San, Evoken và một số thương hiệu khác. Các loại thực phẩm bổ sung thể hình chính là nguồn cung cấp dưỡng chất tinh khiết, có chọn lọc giúp gymmer phục hồi và xây dựng cơ bắp hiệu quả, duy trì sức khỏe bền bỉ và đạt hiệu suất tập luyện cao nhất mà không cần đầu tư quá nhiều thời gian và công sức cho những bữa ăn cầu kỳ theo chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt. Từ năm 2019 trở đi, hàng loạt phòng tập của THOL Gym Center mang tiêu chuẩn châu Âu liên tục ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đánh dấu cột mốc cho sự trưởng thành và phát triển bền vững của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT không những là nhà phân phối độc quyền các thực phẩm bổ sung thể hình từ Hoa Kỳ,
mà còn là nơi mọc lên những building với một hệ thống gym center đẳng cấp, sang trọng mang thương hiệu THOL Gym Center. BBT tự hào là công ty đi đầu lĩnh vực thể hình khép kín đầu tiên ở Việt Nam, kinh doanh, phân phối tất cả các lĩnh vực liên quan đến thể hình, fitness, bao gồm cung cấp các dịch vụ về gym, fitness, phân phối thực phẩm bổ sung thể hình, quần áo tập gym, giày thể thao và các vật dụng phụ kiện dành cho gymmer, thiết bị phòng gym mang thương hiệu THOL. Với khẩu hiệu thể hình phục vụ cuộc sống, BBT mong muốn đem lại sức khỏe, chuẩn hóa vóc dáng, cân bằng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Khi đến với BBT, khách hàng, hội viên sẽ được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp của phòng tập đẳng cấp 5 sao như xông hơi, tủ khóa cá nhân, nước uống nóng lạnh, khăn tập, khăn tắm, dầu gội, máy sấy tóc, thực phẩm bổ sung pha sẵn, giữ xe hoàn toàn miễn phí. Gym không chỉ là một lĩnh vực kinh doanh mà là niềm đam mê và thói quen không thể thiếu cho bản thân Duy Nguyễn. 16 năm tìm hiểu và phát triển, CEO Duy Nguyễn đã biến đam mê gym của mình thành một ý tưởng lớn, mang đến sự thành công cũng như truyền lửa đến nhiều thế hệ trẻ tìm đến gym, khỏe, đẹp và sống ý nghĩa hơn. Với sự cống hiến nỗ lực của mình, CEO Duy Nguyễn cùng BBT đã vinh dự nhận thương hiệu vàng năm 2015, giải logo slogan ấn tượng năm 2015 và nhiều giải thưởng vinh danh khác. Với niềm đam mê vô bờ bến, Duy Nguyễn đã và đang tạo ra một sân chơi thể hình bổ ích, lý tưởng cho các bạn trẻ muốn khỏe đẹp, thay đổi ngoại hình tự tin hơn trong cuộc sống. Duy Nguyễn tâm sự, Sài Gòn là mảnh đất khởi nghiệp đầu tiên của BBT và kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2012, trên thị trường kinh doanh Việt Nam xuất hiện cái tên BBT, thì công ty đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu để trở thành một trong những nhà cung cấp đầu ngành đưa thực phẩm bổ sung đa dạng chủng loại cũng như chất lượng tuyệt hảo đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý và cạnh tranh nhất. Trong năm 2019, BBT cũng khai trương 1 đến 2 THOL Gym Center sang trọng nữa. Đây là những địa điểm mới, nhiều tiềm năng với con người cởi mở, thân thiện. Tôi mong muốn càng nhiều người Việt Nam được truyền cảm hứng để có cuộc sống khỏe mạnh và viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Thật tự hào vì sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã phát triển thành chuỗi THOL Gym Center với quy mô và uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Với thế hệ trẻ hiện nay, doanh nhân trẻ Duy Nguyễn mong muốn rằng các bạn đừng sợ sai, đừng sợ vấp ngã, phải vấp ngã nhiều lần mới có thể trưởng thành. Trên con đường đi đến thành công, đau thương, mất mát, thậm chí là sự phản bội sẽ luôn thường trực. Nhưng chỉ ai dám đương đầu với tất cả những điều ấy mới gặt hái được những thành quả ngọt ngào, mỹ mãn. Dù sớm hay muộn, thành công sẽ đến với những ai biết nỗ lực, đam mê, nhiệt huyết và biết phấn đấu vì tương lai.